Xin chào các bạn. Trong bài học trước, ở bài số 10, chúng ta đã tìm hiểu về các loại nhịp cơ bản. Trong bài học số 11 này, vấn đề nhạc lý chúng ta sẽ tìm hiểu về nhịp độ, tempo. Nhịp độ là khái niệm được ghi ở phía trên của khuôn nhạc. Chúng ta nhìn vào đây, allegretto, để chỉ tốc độ diễn tấu tác phẩm âm nhạc ở mức vừa, chậm hoặc nhanh. Khái niệm nhịp độ sẽ chi phối toàn bộ tác phẩm âm nhạc, hoặc chi phối từng chương, từng đoạn, từng câu, hoặc thậm chí là từng tiết nhạc do các nhạc sĩ sáng tác đã ấn định trước. Về nhịp độ, người ta chia thành nhịp độ đều đặn và nhịp độ thay đổi. Nhịp độ đều đặn được ghi với những chữ tiếng Ý, nhịp độ chậm, vừa, nhịp độ nhanh. Lạc khô là rất chậm, lạc ghetto là chậm rãi, tức là nhanh hơn lạc khô. Lento chậm vừa, tức là nhanh hơn lạc ghetto. Và cứ lần lượt như thế, chữ sau sẽ nhanh hơn chữ trước. Và ký hiệu cuối cùng, prestissimo là cực nhanh. Ngoài ra thì các nhạc sĩ sáng tác còn ghi thêm một số từ để ấn định rõ mức độ diễn tấu tác phẩm, như molto rất, meno ít hơn, poco bớt một chút, vân vân. Vấn đề thứ hai là nhịp độ thay đổi. Thay đổi là khi tác phẩm hoặc từng đoạn từng chương tăng nhịp độ, giảm nhịp độ, hoặc nhịp độ đó là nhịp độ tự do, hoặc cần phải quay trở về tốc độ như phần trước biến đổi. Những ký hiệu này chúng ta có thể tham khảo ở đây cũng như ở nhiều giáo trình khác. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Hôm nay chúng ta xướng âm giọng mi thứ tự nhiên. Ở bài thực hành xướng âm số 1 này, chúng ta thấy nhịp độ tác giả ghi là adagio, có nghĩa là khoan thai. Về nhịp, đây là nhịp 2-4 chúng ta đã quen. Xác định giọng hợp âm chủ của tác phẩm, như ở bài 8 chúng ta đã nói, nếu ở bộ khóa có dấu thăng thì lấy dấu thăng cuối cùng tính lên nửa cung. Ở đây có một dấu thăng tính lên nửa cung là son, nếu kết thúc ở son tức là giọng son trưởng, còn nếu kết thúc ở mi là giọng mi thứ. Ở đây là mi thứ tự nhiên là bởi vì nốt bậc 7 không có tăng lên nửa cung. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, vào. Mi fa son son fa mi, mi fa son son fa mi, mi fa son la son fa si 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 la la si son son fa fa son mi son fa si si mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. Một, hai, vào. Mi fa son son fa mi, mi fa son son fa mi, mi fa son la son fa si 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 la la si son son fa fa son mi son fa si si mi mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. Một, hai, vào. Thank you.
Bài thực hành xướng âm thứ hai này cũng ở giọng mi thứ. Nhịp độ tác giả ghi moderato có nghĩa là vừa phải. Đặc biệt trong bài xướng âm này chúng ta gặp dấu hồi tống là ký hiệu lặp lại trong việc chỉnh tấu. Vậy cách chỉnh tấu chúng ta xướng âm từ đầu cho đến hết volta 1. Nốt si cuối cùng này quay trở lại nốt si đầu tiên của dấu hồi tống và tiếp tục như thế đến nốt cuối cùng trước volta 1, bỏ qua volta 1 nhảy sang volta 2. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Si, 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 son, re, son, son, la, la, si. Si, 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 son, fa, mi, son, son, fa, fa, mi. Si, 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 son, re, son, son, la, la, si. Si, 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 son, fa, mi, son, son, fa, fa, mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Si, 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 son, re, son, son, la, la, si. Si, 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 son, fa, mi, son, son, fa, fa, mi. Si, 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 son, re, son, son, la, la, si. Si, 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 son, fa, mi, son, son, fa, fa, mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Bài thực hành xướng âm thứ ba này là một bài dân ca Nhật Bản ở giọng mi thứ tự nhiên, nhịp 3-4, nhịp độ chậm, âm hưởng trầm buồn. Đặc biệt ô nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà, chỉ có nửa phách sau của phách thứ ba. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3, vào. Si mi fa son si mi fa son si si son si do si son si do mi do si do si son fa mi do si mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, 3, vào. Si mi fa son si mi fa son si si son si do si son si do mi do si son fa mi do si mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm chung với tiếng đàn. 1, 2, 3, vào. Đoạn nhạc thực hành thứ tư cuối cùng này là một bài dân ca Nga ở giọng mi thứ tự nhiên. Nhịp độ tác giả ghi allegretto có nghĩa là nhanh vừa, âm hưởng vui nhộn. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Mi fa son fa mi 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 re do si 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 la son la mi do si 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 la son la mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Mi fa son fa mi 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 re do si 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 la son la mi
Đô 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 si 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 la son la mi. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Hy vọng các bạn sẽ dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được nhịp độ và cao độ của các bài học. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong các bài tới.